Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên sáng của ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại tiếp tục dỡ hàng thanh lý, chia sẻ đến các bác giá cực kỳ là yêu thương luôn. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Hôm nay em lên, đầu tiên em sẽ lên cho các bác một cái video hàng trâu đập chậu thanh lý giá đồng lát ve chai. Trâu thì hàng nó thì gọi là hơi lỗi một tí thôi, nhưng mà giá thì cực kỳ là ve chai luôn. Đấy. Các bác mình liên hệ, có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 giúp em nhé. Và đồng thời cái số điện thoại trên em cũng đều dùng Zalo. Ngoài những cái đơn hàng em lên chia sẻ với các bác nào mình có muốn, có nhu cầu mua cái hàng mà theo ý các bác thì các bác liên hệ với Zalo với bên em. Em sẽ chụp hình báo giá nhá. Đấy. Nãy em sẽ lên cho các bác rất là nhiều hàng. Cực kỳ là yêu thương luôn. Đây, sau đây em sẽ vào em giới thiệu chi tiết từng mặt hàng một. Đầu tiên em sẽ có một số cái mã châu Thái. Hàng nó từ hàng to đến hàng bé, nó sẽ hơi lỗi lá một tí. Em hôm nay em sẽ siêu giảm giá cho các bác nhá. Mã đầu tiên này, một con mít này. Bản lá cực kỳ to dày nhá. Em đánh mã số 86 này. Con này con màu hồng sắc pháo nhá. Lá cực kỳ to dày, con này bình thường em bán hơn 1 triệu, nhưng hôm nay nó bị lỗi một tí ở đây này, bị độc có một lá ở đây này. Em chia sẻ với các bác giá là 590.000 em bao ship nhá. Mã số 86. Đôi 4, 6, 7, 8 cặp lá nhá. 8 cặp lá 590.000 em bao ship. Hôm nay cái hàng châu này em bao ship hết các bác nhá. Tiếp đến là một con. Con này con là màu hồng cánh sen, bao chuẩn mặt hoa cho các bác. Em đánh mã số 35 này. Ôi ôi, con này đẻ con nhá các bác nhá. Con này nó bị cũng bị cắt một cái lá ở lá chân đây này. Đấy các bác nhìn thấy chưa, con nó đang đẻ ra đây nhá. Bản lá cực kỳ to vip này. Con này em chia sẻ với các bác giá là 550.000, mã số 35, một con hồng cánh sen đẻ con. Tiếp đến em có hai con gọi là cánh buồm siêu to khổng lồ. Mã số 57 này. Một con màu xanh cốm, một con màu bò sữa. Đây. Siêu to khổng lồ luôn. Con này nó bị lỗi như này, lỗi là hàng này hàng bom về, đâm ra nó bị lỗi, em đã xử lý hết rồi nhá. Một con này, hai con này, siêu to khổng lồ luôn nhá. Các bác nhìn găng tay em này đấy. Hai con này em sẽ để cho các bác giá là bao nhiêu nhỉ? Rồi ôi, bán 500.000 một con này. Hôm nay em sẽ để cho các bác mã số 57 này, hai con này. Thôi thì 390.000, hai cây bao ship này, một thùng to tướng nhá. 390.000. Tiếp đến là có một số cái hàng đai châu Thái. Hàng em đập chậu ra em bán rẻ cho các bác nhá. Hàng này hàng đập chậu rồi. Nó rất có rất nhiều mặt hoa này. Hồng sắc pháo, đỏ đốm, cam lửa, bò sữa, trắng, hồng cánh sen. Sữa có rất là nhiều loại sữa. Đấy, bông mai cánh viền. Màu cá vàng, màu hồng Đà Lạt, màu vàng, màu xanh cốm. Nói chung là cái mặt hàng hoa Thái này này rất là phong phú mà và màu sắc rất là bắt mắt, rất là xịn. Và em bao chuẩn hàng Thái cho các bác nhá. Bao chuẩn hàng Thái cho các bác. Trên mỗi một đơn hàng em sẽ bao ship và em tặng thêm cho các bác một gói Atonic này. Mục đích cái gói Atonic này về để làm gì? Khi các bác nhận hàng thì cây nó sẽ hơi héo một chút. Các bác về các bác mở ra cho em. Tại vì em cắt nước gửi đi xa mà. Các bác mở ra cho em được khoảng 2-3 tiếng sau các bác phun nhẹ nước. Sang đến ngày hôm sau có cái rễ nào khô các bác cắt bớt đi cho em. Đấy, cái cây này thì không phải cắt này. Và các bác hòa cho em cái gói Atonic này ra nước. Trong đây nó có cái hướng dẫn rồi. Các bác ngâm cho em nửa tiếng. Nửa nhúng cả một cái cây này vào ngâm cho em nửa tiếng. Xong các bác bỏ ra các bác treo ngược lên. Nếu mà bác nào mà nhà mình có điều kiện, mình mua thêm cho em một nọ B1 xịn. Hàng này B1 của Thái, em bán 30.000 một nọ. Cái hàng này là em bán nhá, 30.000 một nọ. Về các bác cũng ngâm cùng vào cái đấy và các bác hòa hàng ngày 7 ngày đến 10 ngày các bác hòa nước ra. Một cái nắp này ra cái bình 2 lít rưỡi nước. Các bác tưới cho em 7 ngày 10 ngày một lần cho giúp em.
Đây, hàng hôm nay em sẽ bao ship và em tặng thêm mỗi một đơn hàng tặng thêm một cái gói này nhá. Em đánh mã C22 11 cây 250.000 bao ship này. Đây, sơ di cây nó như này, sai cây nó như này nhá các bác nhá. Các bác nhìn tay em nhá, một cây là lá nào dài thì một gang tay. Có lá là chưa đến một gang tay và có lá là dài hơn một gang tay nhá. Mã C11 11 cây 250.000. Mã C22 chứ. Mã C22 11 cây 250.000. Mã C23 7 cây 250.000. Đây, em cho những cái hàng này thì em rất là trên mỗi một đơn hàng em nhặt cho các bác rất là nhiều màu, 1 cây này, 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này, 5 cây này, 6 cây. Nói chung là cái cây to thì ít cây mà cây nhỏ nó sẽ được nhiều cây. Mã C24 8 cây 250.000. Đây, sai cây đây như này chị các bác nhá. 8 cây 250.000. Chị xem bếp cho em đấy. Bếp làm sao nó nhanh vậy? Mã C25 6 cây 250.000. 6 cây mít to của em nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 cây. Mã C26 11 cây 250.000. 11 cây mít nhá. Đấy. 11 cây 250.000. Mã C26. Tiếp đến mã C27 là gồm có 8 chậu 290.000. Em quay từng chậu một cho các bác xem nhá. 1 cây này. 2 cây này. Chậu này lá nó thì thi thoảng nó kể cả cái hàng cắt cành của em thi thoảng là nó bị lỗi mà xước xước một chút và nó bị mất lá chân chứ nó không có dập với thối nha các bác nhá. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 cây 290.000. Tiếp đến là một mã C28 12 cây 290.000. Rồi ôi. Kiểu gì Tết cũng phải có tầm độ khoảng 20 bông hoa chơi này. Hàng đồng nát của em đấy nhưng mà kiểu gì cũng Tết cũng có một rừng hoa chơi. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13 cây thì này. Thôi em cứ tính là 13 cây nhá. 290.000. Mã đồng nát của em đấy. Tiếp đến là một mã C29, 7 chậu, 290.000. 1 chậu này, 2 chậu này, 3 chậu này, 4 chậu này, 5 chậu này, 6 này, 7 chậu, 290.000, mã C29. Và một mã đồng nát ve chai, gồm có 20 cây, 250.000, bao ship tặng phân nhá. Các bác ơi, nhiều bác lại bảo là cái mã này em đã bán mã đồng nát rồi. Các bác lại yêu cầu em là chụp hình, quay phim chụp hình cho các bác. Em nói thật với các bác, không em không phải chê tiền các bác đâu. Cái hàng này nó đã rẻ ơi là rẻ rồi. Hàng này các bác xác định là cây nó hơi héo một chút. Hơi héo và em nói không với hàng thối. Thì các bác về các bác dỗi, các bác có thời gian, các bác ngâm thuốc rồi các bác chăm sóc thì nó sẽ tươi tỉnh lên. Tết thì kiểu gì cũng có ít nhất là vài chục bông hoa chơi. Đây một mã đồng nát này, 20 cây 250.000. Các bác nhiều bác là các bác phải quay phim chụp hình. Em nói thật ý. Thôi các bác hoan hỉ tha cho em nhá. Đấy, 20 cây 250.000. Tiếp đến em sẽ lên một số mặt hàng thuần. Các bác chú ý xem hết video để tìm cho mình ghép đơn cho mình để mua được hàng giá rẻ nha các bác nhá. Em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa. Đó là Vanda lá xếp nhá. Ủa các bác nhìn này, siêu đáng yêu chưa các bác ơi. Đấy, hàng này trồng thuần rồi, có móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và cái hàng này một năm nó sẽ ra 3 đến 4 lần hoa. Ít nhất là trung bình nó sẽ có 3 mùa hoa. Có nghĩa là hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Các bác nhìn đi, bộ dê đáng yêu chưa. Hàng này hàng lá xếp nhá. Một chậu trung bình nó có 2 cây này. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa nhá. Hồng này, đốm này, tím đỏ, xanh blue. Đây ảnh nhà em chụp bên Thái này. Màu hoa rất là phong phú luôn nhá. Em cho các bác xem. Đấy, màu hoa đẹp cực kỳ luôn. Các bác ưng màu nào thì nói này, em sẽ nhặt màu cho các bác nhá.
Hàng tình trạng là cây vừa hết hoa rồi nhá các bác nhá. Một chậu trung bình 2 cây như thế này, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000. Đây. 120.000 một chậu, có trung bình từ 2 cây trở lên. Và em đi đơn từ 3 chậu em bao ship nhá. Hoan hỉ. Đấy. Bộ rễ siêu đáng ngâu, yêu. Em đi đơn từ 3 chậu này. Hàng đẹp vô cùng luôn. Có một cái điều nho nhỏ như này, trong quá trình vận chuyển cái cây này lá nó rất là giòn, chẳng may thi thoảng nó có cây nó bị xước xước một chít chút đấy, chẳng may thôi. Em cũng đóng cố gắng đóng cẩn thận thì các bác cũng hoan hỉ nhận giúp em nhá. Tại vì cái hàng Vanda này lá nó giòn lắm. Siêu đẹp luôn. Về các bác có móc treo sẵn rồi, các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đấy, em đi đơn từ 3 chậu nha các bác nhá. Em giới thiệu tiếp các bác một cái dòng dáng hương lai nhá. Đấy. Hoa thơm cực kỳ luôn. Cái dòng này nó là lai được người Thái Lan người ta lai tạo giữa bát bảo tiên và hoàng nhạn nha các bác nhá. Hai cái mặt hàng kia hoa nó đã thơm rồi. Lai tạo ra một cái giống này để nó hoa siêu thơm luôn. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế này. Đấy. Đây. Còn cái clip hoa nó nở đây các bác ơi. Mặt hoa thực tế đây. Hoa nó nở thơm gọi là thơm. Siêu thơm luôn các bác ạ. Đấy. Siêu thơm luôn nhá. Hàng này hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 5, tháng 6 cho đến tháng 12 dương lịch nha các bác nhá. Đây này các bác ơi, nhìn cái vàng lá này là nó trắng lá đấy chứ không phải nó bị làm sao đâu nhá. Nó trắng lá đấy, cái giống lá này nó trắng lá chứ không được xanh. Không phải là cái giống lá xanh mướt. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 14, 15 cặp lá trở lên nhá. Nó sẽ có hơn nhưng em chỉ nói vậy thôi. Em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Chắc bác nào mà ghép đơn thì em sẽ đi một chậu, còn không là em cứ gửi từ 2 chậu trở lên. Vì sao em làm như vậy? Vì các bác ơi, nhà em nhập hàng trực tiếp, em bán siêu rẻ rồi, cho nên là em phải đi như vậy thì nó mới có công nha các bác nhá. Đấy. Hoa thì thơm lắm rồi, hoa nở thực tế tại nhà em rồi, các bác biết rồi đấy. Như năm ngoái nở tại nhà em rồi, thơm lắm. Thơm ơi là thơm luôn, cái bộ rễ của nó cũng đáng yêu cơ. Em vừa cập bến được một mặt hàng nữa là thanh đạm Indo nhá. Em bao chuẩn thanh đạm Indo, hàng này hàng nhập khẩu của nhà em nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. Đây này, to lắm các bác ơi. Rồi ôi, vĩ đại luôn nhá. Bao phê luôn cho các bác này. Và bao là chuẩn hoàng hàng thanh đạm Indo nhá các bác nhá. Đấy, em dám lấy vào vườn ra nhà em ra là uy tín nhá các bác nào mua nhà em biết rồi đấy. Hàng này nó sẽ có hai mùa hoa. Một mùa hoa nó rơi vào tầm tháng 5, tháng 6. Và một mùa hoa nó rơi vào chuẩn Tết nhá. Nhưng mà cái hàng hoa vào tháng 5, tháng 6 nó ra rất ít. Ví dụ như đây này, thi thoảng có cây nó ra nụ rồi, bắt đầu ra nụ rồi, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Nhưng mà rất ít thôi. Còn hoa của nó là chuẩn Tết nhá các bác nhá. Tết em bao cho hoa thì chờ Tết thì nó ra nhiều hoa hơn. Đây các bác ơi, em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái hương thơm thì cực kỳ là dịu dàng, nhẹ nhàng, quyến rũ, nó như là cái mùi kẹo gì nhỉ? Em cũng khó tả. Đây, hoa của nó đây các bác ơi. Đấy. Một cái nhánh như thế này, khi mà nó ra hoa, nó sẽ ra hai bông hoa. Một cái củ, nó cứ một củ hai ra hai bông hoa. Cái hàng này về các bác lên sang cho em sang một cái chậu mới. Tại vì bây giờ nó đang đẻ con này, để cho nó có đất đẻ, nó sẽ to rộng ra nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 320.000 một chậu. Khi các bác mua 2 chậu, em sẽ bao ship nhá. 2 chậu bao ship. Rồi các bác về, các bác lên sang chậu cho em để cho nó thành một cái chậu, nó đẻ con thành một chậu siêu to khổng lồ. Khi các bác sang chậu thì giá thể của nó là cái gì? Các bác sẽ cho em cái vỏ thông vừa to vừa nhỏ vào đây cho em. Đấy, cho ít thì không mình không lên cho nhiều nhá. Bao la bát ngát luôn cho các bác lựa chọn này. 320.000 một chậu. 2 chậu em bao ship nhá. Mùi thơm nữa thì em không phải tả nó rồi, cực kỳ là quyến rũ luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Và có một cái đặc biệt thế này, cái hàng này này, lá nó không được mướt đâu nhá các bác nhá. Thi thoảng nó mới bị chấm chấm như thế này. Cái giống thanh đạm nó như vậy. Và cái hàng này nó sẽ ưa nắng, nó cũng chỉ độ khoảng các bác che lưới thôi, chỉ khoảng 60% nắng thôi nhá. À 60% râm, còn các bác cho em một tí nắng thì nó ăn nắng nhá.
Đấy, lá nó sẽ như thế này, nó không được mướt mát đâu. Cây nào nó cũng thế, cái giống thanh đạm nó như vậy nhá các bác nhá. Cực kỳ dễ trồng, dễ chăm sóc. Và cái hàng thanh đạm này thì các bác cũng tưới cho em nhẹ nhàng thôi. 2 ngày các bác tưới cho em một lần, hơi ẩm ẩm thôi nhá. Chứ mình cũng không tránh, mình tránh không được tưới nhiều. Tưới nhiều thì nó sẽ thối rễ. Khi các bác thấy mà cái giá thể nó khô thì các bác hãy tưới tiếp cho em. Này các bác nhìn này, nó đẻ nhiều chưa? Đấy, siêu to luôn, to lắm cơ. Một chậu này mấy chục củ ấy. Và đây là một cái dòng giả hạc Đài Loan, một dòng hoa rất là nổi tiếng, giả hạc A Sa lưỡi viền nha các bác nhá. Rồi ôi, mặt hoa bao phê bao đẹp luôn cho các bác. Này các bác nhìn này. Đấy, dòng hoa này cực kỳ là nổi tiếng và hương thơm cực kỳ là quyến rũ luôn. Hàng này hàng Đài Loan cho nên là chuẩn giống, các bác cứ yên tâm luôn. Hoa vừa thơm vừa đẹp này. Một chậu của nó trung bình nó có từ 4-5 ngọn trở lên. Hàng này hàng hết hoa rồi, em đang bán mầm non nhá. Nó sẽ có nhiều hơn, nhưng mà thí dụ như là chậu nào mà ngọn to dài mập thì nó sẽ ít thân. Chậu nào ngọn nhỏ thì nó sẽ nhiều thân. Em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu trở lên là 390.000 em bao ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn một chậu cùng vào mấy cái đơn khác thì em mới đi một chậu nhá. Còn em đi từ 3 chậu, ví dụ 3 chậu như thế này, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 390.000 em bao ship nhá. Đấy, hàng này đang tơ tít chưa? Mầm non đang lên nhá, tua tủa. Và cái hàng thân thòng này em cũng lưu ý với các bác một điều là khi em đóng nửa đi xa em bịt như thế này, các bác cứ cẩn về, các bác dỡ ra cẩn thận cho em nhá. Đấy, hàng bao đẹp bao phê luôn. Một dòng hoa cực kỳ nổi tiếng luôn, A Sa lưỡi viền nha các bác nhá. Và đây là một, cũng là một cái dòng trầm hàng Đài Loan nhá, chuẩn giống Đài Loan, trầm trắng môi tuyết. Em cho các bác xem mặt hoa này, bao phê luôn cho các bác. Nói về cái dòng trầm thì trầm nào nó cũng thơm rồi. Hàng này nó sẽ có cả ngọn ngắn ngọn dài, mầm non đang lên chi chít này. Hàng này hàng hết hoa rồi các bác nhá, hoa nó vừa ra rồi. Giờ em đang bán giống bán mầm non. Em bán cho các bác giá 90.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu trở lên, 3 chậu của nó là 270.000 em bao ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em mới đi một chậu. Đấy, bao phê luôn cho các bác này. Đẹp lắm. Hương thơm thì cực kỳ là quyến rũ rồi, đó là trầm rồi. Hàng này hàng Đài Loan chuẩn giống nhá các bác nhá. Đấy, cây già cây mẹ của nó già đạt dài như thế này cơ mà các bác. Đây em bỏ xuống đây cho các bác xem nhá. Cây mẹ đây là cây mẹ trung bình đây này. Đấy, đây mầm non đang lên này. Em đi đơn từ 3 chậu trở lên nhá, bao phê luôn cho các bác. Nắng nó hơi dọi vào. Và đây là một cái dòng trầm Đài Loan nha các bác nhá. Nói về cái hàng Đài Loan này, hoa nó cực kỳ chuẩn và cực kỳ đẹp rồi. Trầm này là trầm Thiên Long nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Rồi ôi, hoa tuyệt đẹp và cực kỳ thơm luôn nhá. Đấy, cực kỳ thơm luôn. Hàng này là nó hết hoa rồi, đang mầm gốc và đang phát triển nha các bác nhá. Trên một chậu nó có, sẽ có thân dài thân ngắn này. Đấy, và hàng này nó ngắn ngắn xinh xinh đi các bác nhá. Các bác nhìn tay em này, nó chỉ cái nào mà cao thì, ngọn nào cao thì hơn một gang tay, ngọn nào thấp thì chưa đến một gang tay. Và hàng này em sẽ đi combo 4 chậu, em để cho các bác giá là 280.000. Đấy, 280.000 4 chậu trầm Thiên Long như thế này. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em mới đi một chậu nha các bác nhá. Trong trường hợp ghép đơn em mới gửi một chậu, còn em đi từ 4 chậu trở lên. Hoa siêu thơm luôn. Và có một cái điều lưu ý như thế này, khi em gửi hàng đi cho các bác, em sẽ bịt K
cái giấy và em quấn băng dính để khi mình vận chuyển nó khỏi long cái bộ rễ ra rơi ra ngoài. Thì khi các bác nhận hàng các bác dỡ nhẹ ra cho em nhá. Các bác lấy cái dao hay cái kéo các bác cắt nhẹ ra cho em thì nó sẽ ra như này. Thực ra là nếu mà nó có rơi ra ngoài thì nó cũng không sao, tại vì cái giá thể nó nhẹ lắm, nó bám chắc và nó mà thành một khối ở đây rồi nó rơi đến chỉ rơi cả cái bọc đấy ra thôi, nó cũng không sao. Nhưng mà em dặn trước các bác vậy để các bác làm mình chú ý làm cho nó cẩn thận hơn đối với cái hàng dòng thân thòng này. Denzo ra ra nhà em về hàng nhé các bác nhá. Ôi hàng hôm nay đang hoa đang nụ đẹp lắm. Để các bác nhìn này, em có mấy màu nhá. Màu đỏ này, màu trắng này, rồi màu phớt này, phớt tím này, trắng lưỡi tím rồi phớt tím này, tím nhạt này. Nhiều màu lắm các bác ạ. Nó ở trong đây nó rất là phong phú màu. Đấy. Đó, nó cũng bao nhiêu là màu đỏ này các bác này. Đấy. Hàng rất là nhiều màu. Và cái dòng Denzo ra ra này, hoa nó ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác nhé các bác nhá. Một gốc của nó rất là nhiều thân này. Đấy, có cây đang có nụ này, có cây đang lên nụ này, có cây có hoa. Và đối với cái dòng này, khi mà em vận chuyển, thi thoảng nó có những cái bông hoa nó cũng bị mà bị gãy ấy, thì các bác cũng hoan hỉ nhận cho em. Tại vì cái hàng hoa này nó gãy cái ngồng này, nhưng ngồng này đang lên tiếp thì cái hàng hoa này vận chuyển nó hơi khó. Cho nên là các bác thông cảm cho em nhé. Hàng hôm nay em sẽ bán combo giá siêu rẻ luôn, 280.000, 5 cốc em bao ship. Đấy, các bác nhận 5 cốc 5 chậu như này. Về các bác có thể tách cho em cái chậu nhỏ này ra để các bác trồng sang cái giá thể mới để cho nó đẻ nhiều cây nhá. Em mới ghép thử cho các bác xem mỗi mẫu một chậu đây. Đấy, 5 chậu đấy em ghép thử vào một chậu đây này. Cho các bác xem đấy. 280.000, 5 chậu em bao ship nhá. Cái dòng Denzo này nó cực kỳ sai hoa và cực kỳ bền luôn. Hoa khỏe vô địch luôn, quanh năm, hết đợt này đến đợt khác này này. Em nói có sai đâu các bác. Cái này nó đang nụ đang hoa nhá. Nụ nó vẫn đang tiếp tục lên này này. Đấy. Cực kỳ yêu thương luôn. Em chỉ có ít thì không có nhiều đâu các bác nhá. Em có một cái ít cái bảng hoàng phi hạc mắt đỏ nhá. Hàng đang nụ này và các bác này. Đấy, đang nụ chi chít. Thân mập như ngón tay em nhá. Đây các bác nhìn ngón tay em này, nó còn mập hơn ngón tay em này. Mập non đang lên, đang nụ và đang có mầm non lên nhá. Em cho các bác xem qua mặt hoa này. Hoàng phi hạc mắt đỏ nhá. Đấy. Hàng này trước là em bán 130.000 một bảng, nhưng hôm nay còn một ít em sẽ thanh lý nhá. Đây các bác nhìn này, hoa cực kỳ là thơm luôn. Tuyệt phẩm luôn ấy. Đấy. Hôm nay em sẽ thanh lý này. 100.000 một bảng. Và em đi đơn từ 3 bảng trở lên. Đây các bác nhìn nụ này. Đấy. Đây em cho các bác xem, ví dụ các bác mua 3 bảng như thế này, em sẽ tính giá cho các bác là 300.000. Tay em cầm nó hơi bị cháy tay. Đây, thân to mập nhá. Và cái hàng thân này là nó cũng thuộc giá hàng thân thòng. Thì cái gốc nó bao giờ nó cũng hơi gập xuống một tí, nhưng hoa nó vẫn ra bình thường nhá. Tại vì lúc nó lên ý, nên này mình ấy mình lái thẳng nó lên được. Thế nhưng mà nhà vườn họ trồng nhiều quá và thân nó to mập thì nó sẽ gập xuống. Nhưng mà hoa nó vẫn ra nha các bác nhá. 300.000 3 bảng và em không bao ship. Em đi đơn từ 3 bảng trở lên nhá. Các bác nghe rõ hộ em nhá. Em không bao ship nhá. Các bác lấy 3 bảng thì 330.000 cả ship. Trường hợp các bác ghép đơn thì em mới đi đơn được 1 hoặc 2 bảng. Còn là em bán combo là 3 bảng nha các bác nhá. Em còn ít thôi.